chào các bạn. Cả nhà nhỏ xin chào các bạn. Thấy được hai cá xuống không? Đây, tụi Huyền nay ra biển sẽ bắt heo nha các bạn. Với lại dở làm cua luôn, làm cua của Huyền à. Mấy ngày anh? Hai ngày. Hai ngày. Hôm qua tụi Huyền Alex về á, Alex ngủ quá trời cho nên là không có đi. Hôm qua trời cũng đẹp đúng không anh? Đây cơ hội này mình có thể tắm nữa ha. Tự nhiên mấy hôm nay trời nó đẹp trở lại mùa hè các bạn. Ngầu dễ sợ luôn á. Lần đầu tiên à. 8 tháng 9 mà nó đẹp như vậy. Dạ. Bữa nay mình sẽ ra mình bắt hầu luôn. Chào. Cho các bạn coi. Không ba lô rồi. Mà để ba lô rồi. Hôm nay anh Hùng sẽ ra tay lặn hèo nha các bạn. Thì bây giờ tụi Huyền đang trên đường ra nè ha. Cái cảnh biển. Xanh lè xanh lét các bạn thấy không? Thấy nó êm ghê luôn anh. Hôm nay á Huyền nghĩ không biết ra ngoài cái chỗ hèo đó còn chỗ không hay người ta đậu rồi. Đâu mà người ta đậu bít nó hết rồi mình lặn nó kỳ các bạn. Hello các bạn, bây giờ tụi Huyền ra đến chỗ bắt hào rồi ha. Các bạn coi hào dưới kìa. Thì liền ra ngoài đi. Chỗ cá con quá trời luôn. Thì con dục đi. Lạnh hả? Mr. Hùng hy sinh xuống bắt hào cho các bạn coi nha. Hôm nay Huyền cũng mang cái đôi dép đi biển này nha các bạn. Xuống để bắt hào cho các bạn xem. Mới bước xuống thì chưa quen lắm ha. Nó cũng hơi lạnh, lạnh tê tê á. Chút xíu nữa thì nó sẽ quen, nó bớt lạnh. Hôm bữa Huyền luyện lại một cái con hào. Đây bây giờ Huyền xuống mình kiếm một lụm lại. Nhiều lắm các bạn ơi. Đây nè, mấy cái này á, là nấu cháo là ngon lành này đúng không? Nhỏ nhỏ vậy nè. Đây nè cái con hôm bữa Huyền luyện nè. Ở đây các bạn biết không? Nó nhiều quá chừng luôn á. Mấy cái con nhỏ này không biết lấy không hay Huyền để lại cho nó lớn vậy. Okay. Đó, 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 em lại em coi coi. Anh Hùng mới bắt được cái con đó. To lắm nè. Em nè. Trời lấy anh đi cậy xong rồi dục đá xuống lại à. Dạ, dạ, chỗ cái con sớ to như vậy. Đó, các bạn. Bây giờ mình bắt nhiều rồi, chút nữa mình làm sạch nó lại. Dạ. Đó, theo như yêu cầu các bạn Tiêu Huyền bắt hào thì hôm nay Huyền với Hùng bắt nè. Đó, các bạn coi cái con mà nó dài hơn cái gan luôn ha. Nhưng hai con nó nhập lại sao á. Hai ba con vậy á. Con này chỗ cái con nó to quá trời luôn rồi, nó chết rồi kìa. Giờ mình sẽ cậy ra coi, nó đấm cứng lắm các bạn ơi. Cứng ngắc à. Wow. Để Hùng qua hướng bên đây Hùng quay. Mình chịu khó mình làm sạch nó lại. Anh tránh bóng qua đây nè. Dạ, đã lắm. Còn không thì mình đập mình lấy thịt thôi. Dù. Ha. Dạ. Không mấy con to to để dành đẹp đẹp á mình để dành mình nướng. Này. Anh đập cái cục đá này ra nè, đập cái cục này ra nè. Anh thảy xuống đó hồi anh bóc lộn á, thảy nó trên bờ mấy cái vỏ đi. Cứng như lắm ha. Đó, không dễ mà. Trời ơi nó bự kìa. Ê, cái con này mấy người ăn trời? Hai người. Nó to dữ vậy? Nó to như một cái ruột nó nằm trong đây nè. Nó lặn luôn kìa, trời ngầu chưa? Con muốn tắm vậy thôi, con tắt cái đó, mẹ nghe cái đó ồn nhức cái lỗ tai quá à. Trời ơi, ở đây nó to quá trời vậy? To dữ lắm. Quá trời mát luôn á. Mát không? Mát mà mát cơ luôn á. Tắm cho nó săn da các bạn. Này, mình để đây chút là sạch lại mà. Dạ hả? Nhiều lắm anh Hùng, anh cứ bốc bốc à. Trời ơi. Các bạn thấy ở đây nó sướng không? Không có cần cãi. Bắt là sạch nè. Oh my god, con to dữ vậy anh. Bự lắm. Wow. Các bạn biết không? Cái con này nè, nó to quá trời luôn kìa. Có mấy con Huyền thấy nó chết cái vỏ ở dưới á. Wow, nó nằm. Anh, nó nằm ở dưới này nè anh. Nhiều lắm. Thật ra là nó tròn 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 ở dưới á. Mình mấy cái trắng là nó nằm ở trên ha. Còn mấy con đen đen nó nằm đóng rong ở dưới á các bạn. Anh Hùng nó lặn giỏi lắm.
Thấy nó ngon, con to không à anh kêu. Đó. Nhiều lắm các bạn ơi. Bạn thấy nguyên một đống tôm hùm nó nằm ở dưới không nè, anh thấy thấy không? Trên cục đá nè anh. Đó anh thấy không? Lớn rồi á. Wow. Lớn rồi. Trời ơi, ra ngoài này tới mùa. Ố đây nè, nhiều lắm các bạn ơi. Không biết mình quay gì các bạn thấy không nha. Đó. Wow. Anh Hùng chụp tới có được không? Trời ơi, nó nhanh quá chị nha. Ủa nó nhiều lắm, nó nhiều lắm anh. Trời nó nhiều dữ lắm luôn các bạn ơi, trong góc đó nữa kìa. Bây giờ Huyền đi theo anh Hùng Huyền quay. Anh Lách nó lái cái tàu nó ồn quá. Khỏ cục đá ra. Giờ thấy mát. Anh Hùng nó thấy mát kìa. Lụm lên thôi à. Đó trời ơi. Lụm hai tay là ăn chục con rồi các bạn. Anh thấy không? Kìa. Nhiều quá nhiều. Quá trời luôn các bạn. Đó. Bây giờ bơi nè nghe. Đó, Alex lái nè. Đó. Anh Hùng à, anh bỏ vô trong xô hết đi rồi đem qua đây anh. Dạ. Đầy xô rồi nghe các bạn. Bắt bao nhiêu thôi, không bắt nhiều nữa. Thôi mang cái đó thôi. Đó các bạn, anh Hùng mới có lặn sơ sơ thôi nha. Còn một bãi ngoài kia nữa. Đó đây nè. Còn nhiều dữ lắm nhưng mà có hai đứa Huyền à, cho nên là bắt cho các bạn coi gì cho vui ha. Còn một đống bãi nữa kìa, anh Hùng anh hốt qua. Con to to không à, bây giờ mình phải làm lại nó mới sạch đẹp nha các bạn, chứ nhìn gì thì nó ghê lắm. Đó. Đó các bạn, bên đây nắng nè, mình quay kỹ lại cho các bạn coi nè ha. Quá trời luôn. Cái này là bắt sơ sơ thôi đó nha. Huyền với anh Hùng không có bắt nhiều ha, còn ở dưới nhiều lắm. Đó đây nữa nè, ở ngoài này đóng nhìn nó giống như mấy cục đá ha. Bây giờ Huyền với anh Hùng sẽ làm sạch cho nó đẹp lại rồi cho các bạn coi nha. Coi con nào lấy con nào thảy rồi. Ơi, thảy rồi. Xong rồi nha. Đó. Ở đó con này nè. Như đây là quá đủ rồi nè. Ừ. Đó. Con to to không? Con này ăn nè. Con nào nó bành nó. Dạ. Con này cũng bự nè, thấy không? Với lại lô sen ha. Đúng rồi. Đó. Đưa cho đi nè. Đây nè các bạn, tôi Huyền bắt rồi mà ở dưới này còn rất rất là nhiều luôn á. Nè ăn. Đó, nó tròn tròn nè. Nhiều chưa? Nhưng mà tôi Huyền bắt đủ rồi ha. Ê anh, mình lô sen với này cũng nhiều quá anh. Ok. Tụi Huyền tới cái lồng cua rồi đây. Bây giờ Huyền sẽ lấy cái cây, Huyền vớt cái phao rồi anh Hùng kéo nha các bạn. Đó. Y chỗ cũ mà xích tới xích lui thôi. Hôm nay tụi Huyền thảy tuốt ở trong này nè. Ok, tới rồi. Vẫn như cảnh cũ nha các bạn. Đứng lại. Đứng máy. Nhẹ hả? Ừ. Chắc chỗ này hết cua rồi, mình thả hoài chỗ mà. Cua này. Nhẹ quá. Có mà. Có con hay con rồi trời. Ừ, 3-4 ngày gì có ai dở của mình không rồi không? Ừ. Trời đất. 4 con cũng được vậy. Ít ít ăn đủ rồi. Chạy chỗ khác thả đi. Chạy ra ngoài đi. Được 4 con cũng bự bự nha các bạn. Bây giờ tụi Huyền sẽ bỏ chỗ khác ha. Chỗ này nó hết cua rồi. Hồi nãy giờ tụi Huyền bỏ chỗ này không à, chứ không có bỏ chỗ nào khác nữa hết á. Đó. Thấy chắc không anh? Nặng không anh? Nặng. Nặng ha.
Mùa này nó có gạch rồi các bạn. Ôi mấy con cua mà cái màu đậm gì mình thích nè. Nó chắc thịt đó. Đó. Wow, cái con này to chứ bộ. Ngu cái càng của nó kìa các bạn ơi. Đó, hôm nay Hương được có 4 con thôi à. Giờ đó, hôm nay tôi Huyền bỏ chỗ khác nha các bạn. Good luck. Good luck. Ra nhanh lên. Nhanh lên. Anh lấy cầm bữa liền trái banh xui có 4 con à. Ồ ồ má ơi. Rồi. Ok, xong rồi các bạn ơi. Tôi Huyền được một xô hào hồi nãy quay cho các bạn coi đó ha, với lại 4 con cua mập thù lù luôn. Thì bây giờ anh Hùng rửa tàu đây, chuẩn bị về ha. Hello cả nhà. Bây giờ Huyền với anh Hùng sẽ ăn cái món này ha. Nè các bạn coi nè, cái con này thì thôi thịt luôn á. Nó mụm tay vậy nè các bạn. Đã chưa? Đó, hào ở đây là nó to to không gì nè. Các bạn cứ tưởng tượng con này thịt cỡ nào anh hả? Quá trời. Đây nữa nè. Trường hấp thử hai con thứ sao? Hai con, ha, con này nó bể rồi em hấp con này. Đó, hồi Huyền luộc 4 con cua nè. Rồi luộc 4 con cua với lại lô sen các bạn. Đây nè. Đây, lô sen Huyền đang ngâm nước nè. Với lại vài con hào. Đây nè, hào một đống luôn á. Ham bắt chứ Huyền với anh Hùng cũng ăn không có nhiêu các bạn ơi. Đó, bây giờ lấy cái con này đi ha. Cái con này Huyền làm nó bị bể á. Còn cái con này sao mà nó khủng hoảng vậy nè. Bạn thấy nó dài không? Dài thằng lon vậy trời. Đây đây. Các bạn ơi. Cái này là thành quả của Huyền với anh Hùng nha. Thật ra hào còn nhiều lắm. Huyền chỉ luộc mấy cái con bự nó uống éo nè ha. Để ăn thử thôi. Nãy em ăn con ngon. Em luộc 4 con mà em ăn dụng con. Thì hôm nay Huyền có 4 con cua các bạn. Đó với cái lô sen nè. Trời ơi, cái này vợ chồng chính tắc mê lắm luôn. Mấy cái này Huyền luộc nó hơi lâu ha. Với hào, còn đây là nước mắm Thái nha. Huyền với anh Hùng đi ra biển một vòng là có hải sản ăn liền thấy không? Tuyệt vời luôn á. Hôm nay 4 con cua mà chất lượng luôn nha. Huyền không biết có ai kéo trộm không mà sao có 4 con không hiểu luôn. Dạ. Bây giờ là cũng 9 giờ. Ra biển chút xíu là có mâm nè. Tại vì bữa nay trời ấm á các bạn, cho nên mình tranh thủ mình đi ra biển mình chơi ha, nếu không vài bữa nó mùa thu là mình không có còn tắm được. Dạ. Tụi Huyền ăn á lấy hai cái bọc các bạn cho nó gọn á. Cho nên bữa nay mình cũng tắm được một bữa nữa. Alex cũng tắm nữa, giỏi bơi. Qua wow, bên này có con này con vẹm ha. Dạ, lô sen. Con này tiếng Việt gọi là hàu. Hàu. Rồi bữa nay có được 4 con cua không hiểu sao là bữa nay là ít quá trời ít luôn à. Thôi bây giờ mình mời các bạn nha. Vô. Cái màu nó hơi tối gì á các bạn. Do thì mình quay nhưng mà thật chạy đi ha. Rồi bây giờ mời các bạn ăn trước đi. Một mâm. Mời các bạn nha. Ồ cái nước này hút được luôn á. Nại. Bỏ vô đây. Luôn. Hấp thì nó hơi teo chút xíu ha. Cái này mình hấp với lại lá xả các bạn. Không ngờ ngồi đó còn nhiều lắm ha các bạn ha. Tự nhiên năm nay mình cũng không có lặn nhiều. Không có bắt nhiều. Năm nay thì tụi Huyền không có bắt nhiều, hôm bữa là bắt cho chính vợ chồng chính tách á. Có vợ chồng chính tách xuống mình bắt thôi ha chứ. Nhau bình thường đâu có bắt đâu. Mà cái con này nè. Con này chưa có teo nè. Ngon. Ngon. Nếu ngon thì để xong mình bắt tiếp. Ăn thua thời tiết thôi. Nếu mà nó ấm ấm thì mình đi đi lặn đồ chơi. Wow, cái nước này hấp dẫn lắm nha các bạn. Rồi các bạn mời nè. Ngon. Wow. Cái này các bạn ơi, thịt nè. Quá đã luôn nha. Dạ. Này các bạn.
Mời các bạn nha. Bữa nay là lấy cũng tắm mà. Còn chúng này nghe coi. Đó, gỡ nè. Ôi, gỡ là dễ lắm. Rồi, dễ nè. Chừng nào lấy ăn cua nói bao bao bể cái càng ăn ha. Ok. À, lúc thích ăn cái càng ăn giống như kem á. Thật ra mấy con này dễ lạnh. Nó ở không dễ có sâu. Dễ hèo. Nó không có sâu. Dạ. Mét, mét rưỡi nó nằm ở trong mấy cái kẹt đá các bạn, nó lạnh xuống cái lòng mình kia lấy tay mình rứt. Giống như hái nho vậy đó, nó dễ vậy lắm. Nhưng mà em thấy nó cũng giống cục đá rồi chứ, nó nằm giống trong rong á. Ừ. Rồi cái vỏ của nó thì hầu nó đóng á. Rồi mình lên mình chè với đá thì nó ra hết thôi. Dạ. Dễ. Đó hồi mấy năm trước là mấy con này nè hai các bạn ha, nó nhiều một biển luôn. Các bạn ra là chỉ đứng ngang cái đồi gấu mình kia lụm thôi. Cái lúc mà em mới qua. Như một bãi đá các bạn. Nhưng mà lúc đó thì mấy cái con này thì chưa có. Mấy con hầu này nè. Ít hả? Ừ, nó không có có, chỉ có cái con này thôi, nó rất là nhiều. Ra là giống như một biển vậy đó, các bạn muốn hút bao nhiêu cũng được. Dạ. Khỏi cần lặn luôn. Huyền với anh Hùng á, hồi đó mình mới qua cái lúc mà còn ở bên Mốt á. Huyền với anh Hùng ra cái bãi biển cái chơi. Xong rồi cái lụm cỏ khô cây đồ các bạn, cái nhúm lửa lên. Lửa lên nướng. Rồi bắt mấy con này lên nướng, đứa ăn vài con vậy, trời ơi, ngon. Nướng lại ăn. Nhưng mà cái con này các bạn biết không? Nó hơi mặn sẵn rồi, nó không phải đặc nhất nha, nó mặn mà cái thịt nó ngọt á, nên ăn vừa ăn lắm. Khi mà các bạn không chấm gì nó cũng ngon nữa. Quá nhiều thịt luôn á. Ăn kem. Tối này kem này con. Mai đi. Cua. Ăn cua hả? Ăn càng đi. Lấy ăn cua này các bạn. Ồ, cái càng của nó này. Càng này là nhỏ so với mấy con đợt vừa rồi ha. Dạ. Đợt vừa rồi nó nhúng này. Nó bự hơn nhiều. Thịt bữa này cũng ngon. Wow. Mời các bạn nha. Các bạn thấy cái thịt nó màu cam không? Tuyệt vời. À, Novi thì muốn ăn hải sản rất là dễ ha các bạn ha. Mình ra mới đó mình đi tắm chút xíu. Rồi mình lạnh mình chơi cái mình chịu bách á. Là có ăn thôi. Cái càng nó bự quá. Wow. Bóp vậy mà nó còn chưa chịu bở nữa ha các bạn. Anh bóp nghiêng lại gió. Vậy ha. Đó. Wow. Rồi anh bóp cái kia nó không có bể. Đúng rồi, mình phải bóp có kỹ thuật. Khỏi bay ra ngoài. Anh nhớ. Cái này nó nè không? Từ. Nè anh làm cái này. Anh nuôi là sứ hải sản nha các bạn. Mà rất tiếc là nó không có mực nha các bạn. Mình cũng thích ăn mực đó, với không bạc tuột đó. Mực không muốn có. Cho nên em nhớ hôm đó có anh nào hay bạn nào á nói là khi tụi mình bắt mực á, ở đây không có các bạn. Hy vọng tụi mình cũng đi bắt rồi á. Hy vọng năm số năm sau thời tiết nó thay đổi á các bạn. Khí hậu chứ cũng đâu biết được đâu. Giống như mấy năm trước á là hầu ở nuôi đâu có. Ít hả? Có nhưng mà ít ăn. Các bạn biết con ốc móng tay cũng ở đây cũng có nghe các bạn. Anh nhớ rồi đó, bên Mốt xong chỗ đó đó. Cầm không? Cầm. Con nào con nói bự vậy nè các bạn. Người ta bắt được á, nhưng mà mình thì không biết chỗ nào bắt ha. Chứ ốc móng tay thì mình thấy cũng ngon á. Với lại có ốc gạo, ốc gì nha. Mà con cũng bự bằng cái móng tay của mình nè, nhưng mà mình không có ăn. Anh Hùng anh nói nhỏ, anh làm biếng lễ. Mà ăn cái đó thì đông đông mới vui, có mình ơn người ngồi lễ rồi mình biếng. Ốc đó làm nước mắm xả ngon á. Thấm mấy cái tiệm ốc ở Việt Nam mình cũng có bán á. Nhớ đó. Ở Sài Gòn đó. Rồi ốc đó ốc cái gì đó. Ở đây nó có giống như mấy con sò gì đó, nhưng mà nó dễ bị cát đó các bạn. Chỉ có hào với flocen thì nó không có cát à. Mấy con kia tại nó nằm sâu phía dưới đó. Ở đây mấy con sò bự bự này cũng có nè, nhưng mà mình không có biết cách bắt. Tự vì nó nằm sâu dưới bùn á các bạn, mình phải chờ nước nó cạn rồi mình đi cào á các bạn. Quá, nó bự bằng cái bàn chân luôn á. Cái đó mình sao cậy ra cứ coi thịt nó bự không. Để mình cậy thử nha. Lấy cái gì cậy? Coi chừng mình cầm cái đó không á.
Đấy, cái này em hấp nó đã hở rồi mà, nó phải còn sống anh. Trời ơi, con cua này ngon mà các bạn ơi, thịt không à. Một đúng nha các bạn. Bự quá, hơi sợ. Sợ ăn vô, ăn vô không kịp nó nghẹt cổ nó chết luôn á. Sữa nhưng mà quá trời. Nước nó ngọt. Ăn mà còn diễn tả nữa các bạn. Ngọt quá trời ngọt à. Cua này á để lạnh ăn còn ngon nữa nha các bạn. Tháng tới là được bắt tôm hùm mới các bạn. À tháng 10 hả? Được nhưng mà nó có vô hay là không mới đó mới này. Mình phải mua cái lồng đặc biệt. Oh. Cái lồng của tôm hùm á các bạn. Nó vô mà vô không được. Nó vô mà ra không có được. Còn mấy cái lồng mình bắt cua nè. Nếu mà nó có tôm hùm nó vô thì nó ra lại được. À tại cái lỗ nó to các bạn. Tại con cua này các bạn thấy nó bự không, cái lỗ nó to. Cho nên ở đây chính phủ nó có cái quy định là mình bắt được một cái trong cái tháng nữa thôi. Ăn này giống ăn trầu các bạn. Từ ngày có cái cây nè, ăn cua thấy cái lý dễ móc á các bạn. Hay lắm, nó làm hay lắm. Mình móc ra hết nè. Cái này từ trước giờ mua cái cây về là mình cũng thích ăn cua ha. Thấy nó dễ lắm. Trước đó mình đâu mình ngồi mình dĩa. Chứ hồi xưa mình thấy ăn cua nó khó khăn. Tự nó có thịt nó nằm ở trong mấy cái hộp hả? Mấy hộp gì nè. Phải mà con cua ha, mình tách ra mình bẻ cái toàn là thịt không vậy đó, mình ăn nó sướng. Cái đó giống tôm không? Giống như tôm á, tôm sú luôn á. Cái đây mà ăn đi, anh ăn cái đây. Đẹp quá ha. Thịt của nó cái màu hồng. Màu hồng ngon quá. Thấy đẹp gì đâu. Ăn hầu mà cười dữ không biết à. Ngon bổ. Ngon, nước này quá ngon. Chấm phải không? Mình thích ăn đồ hải sản như vậy nè, mình thích cái nước xanh nước kìa. Nước gì đó em? Muối ớt xanh đó hả? Không, cái nước xanh đó, hồi Việt Nam mình ăn em cũng biết làm đó. Đó, đó thì... Nó gọi muối xanh hả? Đó, chấm muối ớt. Từ đó mới ngon đó, ngon nữa. Nước chấm hải sản á, nó kêu vậy á. Ngon lắm. Chấm mấy cái này là quá tuyệt vời. Nè anh ăn mấy con này đi. Ăn không ba? Ăn không? Anh mấy con đó nữa thôi. Ăn cái que này, chỗ cái con này sao nó nặng gớm nha. Con thấy con nặng, nặng hết đó. Nó nặng như cục đá vậy các bạn. Nặng lắm. Càng lâu nó càng nặng. Dạ đây. Lâu dữ. Nó xong rồi. Thì mới đồ ăn mà nó ngồi trên bên nó sao lâu vậy? Thì cái này phải có thời gian con ơi. Mẹ với ba ba đang tâm sự nữa mà. Uống cho màu, uống cho hết luôn. Ngày mai trời đẹp trăng lét đi bơi nữa, chịu không? Quá quá đẹp các bạn. Huyền với Hùng ăn thì gọn các bạn. Đó, xong rồi là chụp vô thùng bọc. Mình gom lại mình bỏ trong bọc thôi. Dạ. Nè. Thì hôm nay gia đình nhỏ ăn cua hay ăn mâm hải sản quá đẻ luôn các bạn ơi. Quá đẻ. Thì cảm ơn các bạn đã xem từng clip. Hẹn các bạn vào những clip sau nhé. Những clip kế tiếp, hẹn gặp lại sau ha. Chắc nhau. Hy vọng là các bạn sẽ coi clip của gia đình nhỏ. Bye bye.